Cái này là mua lẩu luôn á hả? Thấy có lẩu nhiều mua luôn á. Bỏ bơ rồi cũng không lá. Phải có bơ đậu mới ngon anh. Dạ hả? Nó mới béo quá. Em làm hơi nặng, em làm chua chua ngọt ngọt nó mặn. Sao anh biết mà thôi. Em biết à? Ly giỏi. Ly gì? Ly gì? Ly gì? Ngon hả? Cố gắng. Tại chồng nó thích ăn cái gì cũng làm. Cho thiếu anh đi. Chị cũng lên YouTube thì học bài chị đó biết làm. Anh hả? Ok. Sơ được đấy nhá. Anh thấy rồi. Dạ, anh chịu rồi. Anh ăn coffee đi. Anh ăn coffee mà. Đó bia nè, anh tự lấy, anh thích uống cái gì em uống. Thêm một phút nữa thôi tắt. Làm kỷ niệm mà. Trời ơi, ăn mới ăn hết luôn rồi sao? Quay mà không like. Hôm nay có món đặc biệt là lẩu seafood hải sản và crawfish bánh tráng. Nay là ở nhà Thảo, Đã Thảo, ca sĩ Đã Thảo, Dạ Thảo với anh Hoàng, Hoàng Trần. Rồi, rồi. Thằng muốn uống à? Đây, ăn nha. Ăn đã đã. Rồi xong chưa ai lấy rồi. Ăn cái đó ngó để ăn cái này xong cái ăn. Ừ. Chờ em xác xịt nhé, để xem em nhé.